Lạy Phật, lạy Thần, lạy Tiên, lạy trong thất tổ cứu quyền, lạy lên cõi thượng, lạy miền tiên cung, lạy cõi thập điện Long Dương, cầu cho cha mẹ cứu quyền tổ tông, cầu cho thanh chúa cửu trùng, cầu cho trai gái rùng rùng tu thân, cầu cho ba tánh còn đông, cầu trai trung hiếu hết lòng thiện lương, cầu cho gái giữ tiết trinh, cầu cho thiên hạ bốn phương thiện từ, khuyên trong lục quốc gia nhu, vạn dân ba tánh ráng tu mà nhờ, đời này như cá chạy lờ, trên trời dưới đất bốn phương luân hồi, tu cầu trời Phật thánh thần, mở ra trống trải vui hồi thành thơi, dương gian ai chống nổi trời, cho nên nông dữ nhiều lời khi chê, luân hồi xem thấy nào ghê, làm trâu làm chó nhiều bề thiết tha, làm tôi làm mọi vậy mà, sanh ra trâu ngựa tội tha đền bồi, tôi thấy thật rất thương ôi, hội đồng tra án thấy thôi hại hùng, ác nhân sự án quyết bồn, chẳng ngại chẳng thảo đâm say nấu dầu, sát nhân chặt khúc phân tay, gian dâm hàm hiếp sự nay lăng trì, bội phu gái chẳng kể chồng, a tỳ hắc nam còn trong nội gì, chữa oan mà giết hài nhi, xử tội vậy thì bại sản tán gia, làm con cái mẹ cái cha, bội sư phản chúa nghịch mà đệ huynh, kiếm đau đâm sẽ nát mình, khi dễ thiên đình mắc tội lỗi ao, chê trong tình tu ngũ hành, mắt hàng ngủ vì ai sinh đành nào, tôi đã nguyện giữa Phật trời, cứu kẻ tu niệm cứu người hiền lương, nói cho trai gái đánh tường, tội hành ghê gớm mọi đường nhòm ghê, tôi chớ có nói giống dài Phật trời, chẳng vì những người tà gian, nam mô tam giáo bảo toàn, tam quan tam phẩm tam quan tam thần, độ người trung giới đức nhân, cúi đầu bái tạ Phật thần lui chân, tạ từ thánh tử tôn sư, tôi xin trở lại thảo lứa diễn hành, thầy ngồi trên đành mây xanh, tôi xin đạp sỏi dài sành giáo dân, cuối xin ba tánh đồng tâm, cầu cho ba tánh dưới trần hiền lương, cầu cho ba tánh bốn phương vô tai tình sự an khương thái bình. Nhân cầu cho ai nấy giữ gìn lời răn, thân tôi tuyệt tình
tử nhất thân vô hậu kế đại có bằng ai đâu. Huệ lưu xét hết càng sâu mất mài bút ký quần châu chớ phiền. Đọc coi đâu có tốn tiền cổ tích lưu truyền chẳng phải chuyện kiếm. Bấy lâu phong cảnh gián niên bây giờ tới hội lưu truyền gần xa. Huệ lưu lục tự trao ra cầu. Yêu Phở Hà Nội thường hay cung đình nhé. Cho thiên hạ trẻ già tu thân. Nam mô Tam giáo chứng minh độ người thiện nghiệp mà. Phần kể, kể từ phát nguyện Tây Phương làm bài kể bái để thường xướng ca. Mười phương cõi Phật ta bà Phật dưỡng thứ nhất Di Đà lớn thay. Cõi qua cõi Phật cao dài hào sen chính phẩm độ nay phàm trần. Tôi xin cùng Phật gửi mình một bề lâm giữ làm lành mà thôi. Phước làm như thể đất bồi giữ lòng cho vẹn chiều mới không rời. Dân lòng niệm Phật mấy người cầu cho thiên hạ bằng nay thấy bình. Cầu cho Phật tổ chứng minh Quan Âm Bồ Tát anh linh dẫn vào. Di Lặc Phật tổ Nam Tàu chuẩn đề thiên mẫu thiên tàu chứng minh. Thiên thủ hộ pháp anh linh chứng cho đệ tử cầu xin giữa trời. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật có bốn thần linh thường thường bảo hộ bên mình mẫu khang. Niệm Phật tật bệnh tiêu tan như sương tan nát như hồ nước trong. Niệm Phật thời giữ tấm lòng lòng đừng trao chát mắt dòng gian nan. Niệm Phật cực lạc hân hoan ta bà khổ não giàu sáng mấy hồi. Niệm Phật muốn việc đều thôi chớ ham siêu niệm luân hồi khốn thay. Niệm Phật thì phải ân cần thức khuya dậy sớm tay lần hột châu. Niệm Phật nhớ chữ Bồ Đề ơn thâm phải trả nghĩa sâu phải đền. Niệm Phật thọ mạng tăng long cứu quyền thất đi tổ đặng về Tây Phương. Niệm Phật nhớ chữ từ bi gian tham bất bất si si vừa vừa. Niệm Phật nhiều người không ưa những người có tánh thuở xưa tới giờ. Niệm Phật sen nở đợi chờ cây nào bóng nấy bốn mùa tốt tươi. Niệm Phật vui thú thành thơi buồn sầu giải hết mặt người cười chê. Niệm Phật nhớ chữ bằng đầu cửu quyền thất ký tổ đánh về Tây Phương.
niệm Phật Phật độ bảo toàn, lành tay có Phật sao không chịu dò. Niệm Phật chớ khá oán người, dầu ai hung ác ta thì thiện tâm. Niệm Phật nhiều kẻ vô nhân, qua tay thì niệm hết dần lại quên. Niệm Phật không tốn đồng tiền, niệm Phật thoát khỏi những điều bi ai. Niệm Phật có Phật Như Lai, bình an yêu quái ẩn hình trong thân. Niệm Phật thì phải bỏ tà, khỏi nơi tai họa sao dân không dò. Niệm Phật Phật độ ân cần, lâm cơn nguy hiểm có người cứu an. Niệm Phật đừng có trách than, cũng đừng oán giận cừu hờn với ai. Niệm Phật có Phật vãng lai, lâm cơn nạn tám Phật sai cứu mình. Niệm Phật phải sửa tánh tình, ăn ngay ở thẳng chứ tình phan ngang. Niệm Phật bỏ tánh nghinh ngang, tu nhân tích đức Phật sai rước về. Niệm Phật Phật độ nhiều bề, gặp cơn tai họa chớ hề hại thân. Niệm Phật đừng có kể công, dầu lắm tai họa cũng không lụy mình. Niệm Phật thì phải chí tình, ân cha nghĩa mẹ giữ mình cân phân. Niệm Phật phải giữ tứ ân, ân nhà nợ nước xử phân trọn nghi. Niệm Phật tập tánh từ bi, đạo vợ nghĩa chồng chớ có nại nhau. Niệm Phật hầm mốc cháu rau, thương người tàn tật sang giàu đừng ham. Niệm Phật đừng muốn tiền ngàn xa, cừ mà não ấy mang làm chi. Niệm Phật tàn tật đừng khi, nữa sao mắt đọa hơn thì người ta. Niệm Phật bỏ tánh gian tà, cũng đừng ham sắc ham quá làm gì. Niệm Phật đừng có sân si, thấy người mắc nạn khá đi cứu người. Niệm Phật đừng có oán cừu, đừng đem lòng ác hại người chẳng nên. Niệm Phật giữ giả cho bền ơn, thầy nghĩa bạn chớ nên sai lầm. Niệm Phật Phật hiện vào tâm, tam bành lục tật dục mình đằng đâu. Niệm Phật bỏ tánh câu mâu, thì sao mới đặng một câu thanh nhàn. Niệm Phật khỏi hết tai nạn, nói cho già trẻ đắng tàn căn nguyên. Niệm Phật Phật độ hiển nhiên, gặp cơn bát loạn đành yên thân mình. Niệm Phật phải tưởng thần linh, cũng đừng khinh dễ mà mình lụy thân. Niệm Phật thương hết thế trần, giàu nghèo thì cũng nhân nhân là người. Niệm Phật khổ hải bằng mười, chỉ công gắng đặng thì mình mới nên.
niệm Phật giữ giả cho bền ân đền nghĩa trả dưới trên thuận hòa. Niệm Phật Phật chẳng ở xa, chi công cầu nguyện Phật mà hiện cho. Niệm Phật thì đắng ấm no, khỏi nơi đói lạnh mà lo nổi gì. Niệm Phật có Phật dắt đi, coi non coi núi coi thời bồng lai. Niệm Phật Phật cứu hoài hoài, khỏi nơi lao khổ nào ai thấy rài. Niệm Phật tay hòa cùng bay. Thuốc khớp đông y thế hệ 2 làm hết viêm, thoái hóa, sưng, đau, cứng khớp, hạn chế hiệu quả bệnh tái phát, viêm khớp dạng thấp gây cực. Nói cho già trẻ giữ nay mà nhờ, trẻ già đừng có nghi ngờ, biết đời ngó thấy bây giờ tới đây. Mấy bài khuyên khắp đông tây, nói cho nam nữ đành hay giữ mình. Nếu ai mà chẳng có tin, rồi sao mang quà chớ tình trách than. Quê lưu diễn nghĩa mấy hàng, cầu cho già trẻ luân bàn tu thân. Cuộc đời xem thấy hầu gần, mà có buồn thời đọc tay ương khỏi lầm. Đọc rồi phải niệm ba câu, có biên câu niệm khấn cầu dưới đây. Nam mô năng cứu khổ cứu nạn, cho vạn dân ba tánh Bồ Tát Ma Tát. Nam mô năng cứu khổ cứu nạn, cho vạn dân ba tánh Bồ Tát Ma Tát. Nam mô năng cứu khổ cứu nạn, cho vạn dân ba tánh Bồ Tát Ma Tát.